Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Bộ Công Thương, các nước tham gia hiệp định CPTPP chiếm tới 13,5% GDP toàn cầu với tổng kim ngạch thương mại hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam tham gia CPTPP sẽ giúp doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư sản xuất nông sản theo hướng giảm xuất khẩu nguyên liệu và sơ chế, đầu tư phát triển chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng, tăng cường xuất khẩu sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao. Đây là cơ hội rất lớn để phát triển nền kinh tế, đặc biệt là hàng nông sản Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới. Sau hơn một năm, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP chính thức có hiệu lực, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên trong khối đã ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Theo đó, trong năm 2019, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên CPTPP đạt 77,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,9% so với năm 2018. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 39,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,2%, kim ngạch nhập khẩu đạt 37,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,7% so với năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2018 của Việt Nam vào các nước thành viên CPTPP cũng đạt con số 5,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu, 14% kim ngạch nhập khẩu nông sản khối các nước CPTPP. Năm 2019, ngay sau khi hiệp định có hiệu lực, nông sản Việt Nam được xóa bỏ ngay 78 đến 95% số dòng thuế, đã giúp xuất khẩu các sản phẩm nông sản đạt tốc độ tăng trưởng 7,2% vào thị trường này, góp phần đưa Việt Nam xuất siêu sang các nước thành viên CPTPP 1,6 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam thì đã hoàn tất ký kết cái hiệp định CPTPP. Việt Nam lại đang nổi lên như một cái nơi một cái điểm đến rất là an toàn sau cái thành công của chính phủ về việc kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Vì vậy tôi nhìn thấy những cái cơ hội lớn. Chương trình mỗi làm một sản phẩm của Việt Nam với cái câu chuyện của Việt Nam ngày càng gia tăng cái quan hệ xuất khẩu và giao thương với các nước trong khu vực và trên thế giới, thì trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp mà xây dựng được cái hệ thống truy xuất nguồn gốc để củng cố những phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cũng là một cái xu hướng rất lớn và phát triển năng động trong tương lai, và đấy là một cái ưu tiên của quỹ chúng tôi. Theo các chuyên gia, từ một nước phải nhập khẩu, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu lương thực có thứ hạng cao về số lượng trên thị trường thế giới. Có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam đang chiếm vị trí dẫn đầu trên thị trường thế giới như gạo, hồ tiêu, hạt điều, thủy sản, rau, quả, thực phẩm, và đang dần định hướng được thương hiệu, uy tín về chất lượng, giá cả cạnh tranh trên thị trường thế giới trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP. Hiện chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được cải thiện theo hướng áp dụng các tiêu chuẩn an toàn Việt GAP, Việt HAP, Global GAP. Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu đạt kết quả tích cực, hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa chuyên canh, áp dụng công nghệ cao hướng đến tiêu dùng trong nước và gia tăng xuất khẩu. Tiêu thụ nội địa cũng như là xuất khẩu ít nhất là đạt cái tiêu chuẩn là Việt GAP, nghĩa là cái tiêu chuẩn yêu cầu thực hành nông nghiệp tốt ở Việt Nam mình, thì cũng được nhiều thị trường trên thế giới đã công nhận, chấp nhận và nhập hàng của mình. Ngay cả thị trường Mỹ là thị trường rất là khó tính nhưng mà chấp nhận cái Việt GAP của mình, và ngay cả sau này hướng dẫn thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho người dân, tư vấn cho người dân sản xuất đạt cái tiêu chuẩn ngày xưa là Fresh Care của Úc, sau đấy thì lên Asian Gap, rồi bây giờ thì thực hiện theo cái Global Gap, và ngay cả tương lai là sẽ phải sản xuất hữu cơ, đạt cái chứng nhận hữu cơ. Cái cơ hội do các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang mở ra, CPTPP, những cái nỗ lực thúc đẩy thực thi đang vô cùng quan trọng với lại các cái doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp nông sản, là phải tiếp cận ngay với các cái thông tin để nắm được những cái quy định của các cái hiệp định thương mại tự do nó liên quan đến lĩnh vực của mình, để chọn ra cái phương án tối ưu trong việc lựa chọn cái thị trường xuất khẩu, tìm bạn hàng và đối tác. Vấn đề thứ hai đó chính là vấn đề là phải nâng cao năng lực cạnh tranh nội tại của mình, thì cũng là một cái chìa khóa quan trọng để chúng ta có thể tham gia vào cái chuỗi giá trị toàn cầu ở cấp độ cao hơn trong cái thời gian tới. Tuy nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và việc tham gia các hiệp định thương mại tự do nói riêng, đặc biệt là các hiệp định thế hệ mới với tiêu chuẩn cao và toàn diện như hiệp định CPTPP, không chỉ mang lại cơ hội mà còn kèm theo những rủi ro và thách thức. So với các thành viên khác, Việt Nam có lợi thế về sản xuất nông thủy sản nhiệt đới, có khả năng cạnh tranh cao, giá thành thấp, nguồn nguyên liệu dồi dào, nhưng nhóm mặt hàng nông sản chế biến Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với thách thức lớn do ngành công nghiệp chế biến nông sản của Việt Nam chưa được phát triển như các thành viên khác.
Ngoài ra, việc hỗ trợ kết nối hình thành chuỗi liên kết sản xuất, phân phối các sản phẩm nông nghiệp chủ lực vẫn còn gặp nhiều khó khăn do người sản xuất chưa thực sự bảo đảm các tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm, giấy chứng nhận nên chưa đáp ứng nhu cầu thu mua của các nhà phân phối. Mối liên kết trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ, phân phối còn bất cập. Việc kết nối các khâu của chuỗi giữa cơ sở sản xuất với cơ sở kinh doanh còn yếu, chưa ký kết được những hợp đồng ổn định lâu dài, kế hoạch và chiến lược sản xuất kinh doanh chưa phù hợp. Với tinh thần chủ động nhưng không chủ quan, Việt Nam cần thực hiện các giải pháp để thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại các thị trường CPTPP, bao gồm cải cách thể chế, hành lang pháp lý và môi trường đầu tư kinh doanh như hoàn thiện các luật, nghị định khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là các nghị định đặc thù như nông nghiệp hữu cơ, triển khai tốt đề án cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, tiếp tục đàm phán kỹ thuật và mở cửa thị trường nông sản với các thành viên CPTPP. Để đẩy mạnh khai thác có hiệu quả ưu đãi từ các thị trường CPTPP, Chính phủ đã và đang chỉ đạo các bộ ngành chủ động chuẩn bị các chương trình thiết thực cho doanh nghiệp và người dân, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của địa phương, doanh nghiệp về các quy định, cam kết của hiệp định, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực được dự đoán là sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng gặp không ít thách thức từ quá trình thực thi. Chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm kể từ sau khi gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Chúng ta có các hiệp định thương mại song phương với các đối tác quan trọng trên thế giới, nhưng chúng ta cũng có các cái hiệp định thương mại đa phương và như là CPTPP và FTA với châu Âu. Thế nhưng những sản phẩm của hàng hóa nông sản Việt Nam là chúng ta phải có quan niệm tiếp cận dài hạn hơn thông qua cái việc hình thành những cái chuỗi cung ứng mới, mà đặc biệt là với vai trò của tổ chức lại cái sản xuất từ nguồn của chúng ta trong hàng loạt các lĩnh vực. Tôi nói ví dụ từ nông sản, thủy sản chế biến cho đến các cái ngành công nghiệp thì đều cần phải có tổ chức lại các sản xuất để đảm bảo cái truy xuất nguồn gốc gắn với cái chất lượng sản phẩm và cái thương hiệu. Và chính vì vậy thì chúng tôi tin rằng với một cái chương trình hành động toàn diện sẽ là cái công cụ rất quan trọng để Bộ Công Thương cùng các bộ ngành khác tổ chức thực hiện. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP gồm 11 nước thành viên. Về cơ bản, CPTPP tạo ra cơ hội mở rộng thị trường cho nhiều ngành hàng, trong đó có nông sản Việt Nam, nhất là thị trường mà Việt Nam chưa có FTA song phương như Canada, Mexico, Peru, Úc nhờ những ưu đãi thuế quan. Việc nhận rõ hơn những cơ hội và thách thức của nông sản Việt Nam trong CPTPP sẽ góp phần tăng cường nâng cao nhận thức và sự quan tâm của các cấp ngành, doanh nghiệp và nông dân đối với sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân và phát triển kinh tế xã hội bền vững.